Rồi Quang xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Dương TV nhé. Hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn xem về cảnh đắp bờ mẫu để be cho bà con bơm nước để thu hoạch lúa sau bão nha các bạn. Các bạn thấy là lúa ở đây là nước ngập hết trơn các bạn. Đây quá trời luôn. Cái này là thiệt hại của bà con mình khá là nhiều luôn các bạn. Nước ngập lội là ngang lưng quần luôn các bạn. Này là đắp lại để bơm gian cái khu này ra nè. Đó, gian cái khu này, nguyên khu này nè. Tại đây có cái bờ bao nè, đây có cái bờ thẳng chảnh. Nhưng bờ này hiện tại thì nước cũng đang ngập xem xét. Cái này chắc là để đắp tay lại. Đấy, hiện tại giờ là bà con mình đang thuê máy vô để đắp cái bờ. Đó, đắp cái bờ gian để bơm nước. Còn cái ô ngoài này thì lúa nó cũng còn hơi cao cao ngọn thì khả năng là cũng còn cắt được cho nên không có đắp ở ngoài đó. Đấy. Đó là bây giờ là đó, giờ lấy đất để đắp cái bờ mẫu này dàn thẳng qua bản nha, mình bơm riêng cái khu này qua các bạn. Đây là con Cominco SK60-1 là hay còn gọi là đời 92. Con này là mình các bạn cũng biết rồi, mình đã có làm một vài video về nó rồi. Thì đây là cái chỗ mà nó cũng ra nó làm đầu tiên đây các bạn. Đấy thì ở cái video trước thì mình chia sẻ cho các bạn về cái hành trình xuất hành đi làm. Đấy, nhưng mà video này thì mình xin chuyển đến các bạn xem cái cảnh em nó làm như thế nào nha. Vâng, đây là một xe được mua với giá là 454 triệu tại bãi. Trong khi đó là chưa có gì hết ha. Về nhà sửa soạn đồ này kia đồ lại nữa thì cũng tốn một chi phí khá là nhiều. Đấy, thằng lính bưng cơm ra các bạn. Anh em chuyển máy đi là không kịp ăn uống gì luôn á. Nước này cũng đắp nó cũng hơi khó nha các bạn. Cái đất ruộng thì nó dạng nó lục cục bờ rời, nó không có bờ, nó dính, không dính giống như là cái đất mương các bạn. Đấy, không có lớp đất mặt ruộng đắp lên. Với tình hình là giá cả phân thuốc rồi nó đang tăng cao hiện nay thì bà con mình bằng lúa thì thấy cũng không có lời lớn như bao nhiêu. Năm nay là hình như là bà con mình bỏ vụ ba rất là nhiều nha các bạn, không có xạ vụ ba rất là nhiều. Thì với tình hình mà vụ ba mà không xạ như thế này á, thì chắc chắn là cái những người mà dựa lúa là năm nay là vô gạo hết luôn. Đấy, dựa tới tháng 9, tháng 10 là đạn không luôn. Các bạn thấy là nước là ngập nha, ngập muốn hơn nửa xích ha, có chỗ là ngập tới mâm tới đít luôn các bạn. Đắp cái này rất là khó nha, không phải dễ ăn đâu nha các bạn. Kiểu đất mặt ruộng các bạn biết rồi, nó bờ rời thêm cái nó có nước nữa, rất là khó dính.
xa rồi các bạn. Đấy. Bờ này mình nghĩ chắc cũng rơi vào tầm khoảng 40, trên 40 tầm các bạn. Đấy. Cái này nãy giờ cũng khoảng 10 tầm rồi nè. Đấy. 10 tầm rồi. Hết cái ô bên đây là khoảng 20 tầm. Rồi ô bên kia khoảng 20 tầm nữa. Là 40 tầm các bạn. Hồi nãy chú ruộng ông nói là mình hỏi 30 tầm không? Ông nói 30 tầm không hết, vậy là ba mấy gần 40 tầm các bạn. Chớp đèn các bạn, quay là chớp đèn đít nha. Đó. Đặc thù của 92. Đặc thù của 92 là nó chớp đèn ngang, còn 89 thì nó chớp đèn đứng. Xong cái miếng đang có lúa nha anh em. Đấy, xong ô này. Rồi chuẩn bị qua ô này. Đấy. Bên đây thì sẽ đưa gạo qua phía bên đây để lấy đất nha các bạn. Đấy, tại vì cái mép bên đây là cái đường này là cái đường mương lấp. Đường mương lấp cho nên xe sẽ nằm phía bên kia. Dối gạo qua bên đây lấy đất. Miếng bên đây nước sâu hơn ha, chạy ngập xích hết rồi. Nhìn cái cảnh này mình nhớ mấy cái năm 96, 97 gì đó các bạn. Nhầm 2016, 2017 gì đó. Ở Kiên Lương mình cũng bị cái tình trạng gì nè các bạn. Đấy, mưa ngập ở trên. Đây, có những nơi là nó ngập lúc mắt luôn. Đấy, mấy năm đó mấy anh em mình cũng đi lên chảnh để mà làm đắp ven bờ đê kiểu Iran như vậy luôn nè. Đấy, chính năm 2016, 2017 gì đó, mình quên mất tiêu rồi.
thấy lúa như vậy là tiêu hết rồi nè các bạn. Đấy, banh hết rồi. Này là hao rất là nhiều lúa luôn các bạn. Quá trời lúng các bạn ơi. Ngập ngập cái cọng xích luôn các bạn. Mấy cái này là còn đỡ. Mấy cái người ở trên đó là người ta đang đi gian đê đó các bạn. Đấy, người ta đi gian mấy cái đê bị nước ngập á, gian bằng tay. Thấy chưa, làm được học lúa không phải là chuyện đơn giản các bạn. Làm nông mà các bạn ơi, suốt ngày là chỉ biết là chổng mông lên trời thôi các bạn. Cực khổ trăm bề nước mắt chăn cơm. Chứ lúa này là nó tới dữ lắm, tới rồi, nếu mà đừng có bị mưa rồi có thể là lúa này là cắt rồi các bạn. Tới ngày hết rồi. Quẹo qua đây một khúc nữa nè các bạn. À, đây quẹo vô khoảng 10 tầm nữa. À, bên đây cũng có lúa nữa nè. Ngay phía trước này có cái lỗ lung nha anh em. Xe nó phập xuống đó một cái là chắc là ngập tới mâm luôn á. Nó bận tới chừng khoảng 2 bát nữa. Đi thêm 2 bước nữa là nó phập xuống cái lỗ lung. Đây, sắp tới rồi đó. Bước đó nhảy thêm bước nữa là nó xuống nó lỗ lung nữa các bạn.
trời chim én luôn các bạn ơi, ít biết các bạn chim én. Cuối cùng cái lỗ lung thấy gì mà không đúng nha các bạn, ngập ngập công xích rồi thôi à. Rồi ok anh em, sắp tới cái góc rồi nha. Đấy, nhảy thêm bước nữa là nó quằn qua bên kia. Thử gào nha các bạn, thử gào coi có đi qua nổi không. Nha các bạn. Đấy, tại vì cái phía đó là nó có một cái mương lấp. Đấy đấy, lúc đít luôn các bạn, lúc một bên này kìa. Lôi luôn rồi, bấm gạo lôi luôn rồi. Hết buồn nổi rồi. Wow, lúc hết trơn các bạn ơi. Rồi hình như nó qua khỏi cái chỗ đó là hết cái mương rồi các bạn. Cái mương chỗ này nè. Rồi sẽ đắp từ đây ra nha các bạn. Này chắc cho trong khoảng 20 phút nữa xong rồi. Quá trời nước lỉnh lãng luôn các bạn. Tới cái khúc này hơi bị căng này nha các bạn. Đấy, ngập xích rồi.
hơi thốn nha. À, lúng thì chắc là không lúng đâu các bạn, đất nó hơi mềm một tí thôi nhưng mà nó vẫn có chân. Thank you.